Chị em thân mến, mùa chay đã khép lại nhường chỗ cho thời gian đặc biệt, thời gian bước vào thử thách thực sự với Chúa Giêsu. Nhưng trước hết, hôm nay chúng ta tưởng niệm biến cố quan trọng trong chuỗi hành trình đến vinh quang của Chúa Giêsu. Biến cố Chúa vào thành Jerusalem, hay được gọi là tên truyền thống là lễ lá. Lễ lá nhắc nhớ mỗi Kitô hữu về cách thức đối diện với sự mỏng giòn, yếu đuối của con người, của thời đại. Hôm nay, dân thành Jerusalem đón Chúa như một vị vua tối cao và quyền uy. Họ thể hiện sự kính tôn bằng việc trải lá để người bước đi và cho người cưỡi trên lưng lừa. Họ ca hát, chúc tụng, hoan hô con vua David, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Đó là đỉnh cao của vinh quang trần thế. Có thể vinh quang này nay còn mai mất, nhưng vinh quang Thiên Chúa thì tồn tại muôn đời. Đó mới là dấu chỉ cho ơn cứu độ đến với muôn dân. Dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta thành kính tưởng niệm và sống cùng với con đường thập giá của Chúa Giêsu, để khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi, sự yếu đuối của thân phận con người. Đây chính là tuần lễ cao điểm của phụng vụ Kitô giáo. Chính vì thế, chúng ta được mời gọi tạm gác lại những lo toan của cuộc sống trần thế, để toàn tâm, toàn ý cho ngày lễ này và trong suốt tuần thánh. Giờ đây, cộng đoàn cùng hướng về nơi cử hành phụng vụ để bắt đầu nghi thức làm phép lá và rước lá trọng thể. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, chúng ta tụ họp nơi đây để cùng toàn thể giáo hội khai mạc tuần thánh tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua, tức là cuộc thương khó và phục sinh của Đức Kitô. Để chuẩn bị tuần thánh trong suốt mùa chay, chúng ta đã cầu nguyện, thống hối, chia sẻ tình thương và cơm áo cho nhau. Chủ nhật lễ lá hôm nay là ngày kỷ niệm đấng cứu thế vào thành Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, đem lại cho loài người ơn cứu độ. Chúng ta hãy đem cả niềm tin mà hăng hái bước theo Người. Xin Người ban ơn để chúng ta thông phần đau khổ Người đã chịu trên thập giá, hầu được chia sẻ vinh quang phục sinh và sự sống của Người. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin gia tăng lòng tin cho chúng con là những kẻ cậy trông vào Chúa. Giờ đây chúng con cầm những cành lá này nghênh đón Đức Kitô khải hoàn vinh hiển. Xin Chúa thương nhận lời và ban cho chúng con được sống kết hợp với Người như cành liền cây, hầu sinh hoa kết quả, Người hằng sông và hiến chi muôn đời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Đức Giêsu và các môn đệ đi tới thành Jerusalem, đến làng Bethphage phía núi cây Ô-liu. Người sai hai môn đệ và bảo:
Các anh đi vào làng trước mặt kia và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó. Có con lừa con bên cạnh. Các anh cởi dây ra và dắt về cho thầy. Nếu có ai nói gì thì trả lời là thầy có việc cần dùng, thầy sẽ trả ngay. Sự việc đã xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ: hãy bảo thiếu nữ Sion, kìa đức vua đến với ngươi, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa con, là con của thú vật chở đồ. Các môn đệ ra đi và làm theo lời Đức Giêsu đã dạy. Các ông dắt lừa mẹ, lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng, và Đức Giêsu cưỡi lên. Đông đảo dân chúng trải áo xuống mặt đường, một số khác lại chặt cành lá rải lên lối đi. Dân chúng, người đi trước, kẻ theo sau reo hò vang dậy, hoan hô thái tử nhà David, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Khi Đức Giêsu vào Jerusalem, cả thành náo động và thiên hạ hỏi nhau: ông nào vậy? Dân chúng trả lời: ngôn sứ Giêsu người Nazareth xứ Galilê đấy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta bắt đầu khai mạc tuần thánh. Chúng ta tự lại biến cố Chúa Giêsu Kitô tiến vào thành Jerusalem. Và quý ông bà anh chị em vừa nghe chúng ta thấy dân thành Jerusalem rất là phấn khởi Giêsu vào thành Jerusalem. Họ cứ nghĩ rằng Chúa Giêsu đến để thiết lập triều đại như triều đại vua David ngày xưa, để giúp cho họ thống trị các dân tộc khác. Thế nhưng Chúa Giêsu đến, Ngài không phải để thiết lập một triều đại trần thế, mà là thiết lập triều đại nước Thiên Chúa, một triều đại của tình thương, của sự tha thứ, của sự bao dung. Điều đó được thể hiện qua việc Chúa Giêsu ngồi trên lưng con lừa, là một con vật để chở đồ, chứ không phải trên lưng một con ngựa, là con vật biểu trưng cho sự hiếu chiến. Và trên cây thập giá, Chúa Giêsu đã thể hiện sự tha thứ đó qua việc cầu xin với Chúa Cha tha cho những kẻ làm hại mình. Vinh quang của Thiên Chúa là vinh quang của tình yêu. Giáo hội Công giáo của chúng ta cũng vậy, không đi con đường nào khác ngoài cái con đường mà Chúa Giêsu đã đi và mời gọi chúng ta. Vinh quang của chúng ta là vinh quang của tình yêu, của bao dung, của sự tha thứ. Và để thực hiện ơn cứu độ cho chúng ta, giờ đây chúng ta hãy cùng với đoàn rước tiến vào nhà thờ để đi lại chặng đường mà Chúa độ cho nhân loại. Việc rước lá trọng thể vào nhà thờ nhắc chúng ta nhớ lại cách mà người Do Thái ca ngợi tung hô Chúa Giêsu khi Ngài vào thành Jerusalem. Họ vừa đi vừa ca hát: chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa mà đến. Chúng ta không dừng lại nơi việc ca hát và suy tôn tình yêu của Chúa dành cho con người, mà còn vượt qua ranh giới tình cảm tự nhiên để hướng đến điều siêu nhiên là sống thánh thiện, công chính và tin tưởng để ngày càng nên giống đấng công chính hơn, nhất là để hưởng nếm sự sống đời đời mai sau. Thứ tự đoàn rước như sau: thánh giá nến cao, bình hương, tông đồ, các đoàn thể, cha chủ tế và cuối cùng là cộng đoàn. Thank you.
kèn vang lên trôi khúc trầm hùng, vươn câu ca mừng hát khen Ngài. Vạn là vạn tuế con vua David, chúc tùng đấng nhân dân Chúa mà đến. Hãy báo cho nữ tử Sion, nay vua ngươi đã đến nơi rồi. Người khiêm nhu chỉ cưỡi mình lừa, dân hô vang đồng thanh một lời. Vạn là vạn tuế con vua David, chúc tùng đấng nhân dân Chúa mà đến. Israel hãy mừng vui lên, vì hôm nay Ngài đến thăm người. Nào mau ra trải áo dọn đường, tay giơ cao cành lá chúc mừng. Vạn là vạn tuế con vua David, Chúa tùng. Xin lưu ý quý phụ huynh và các con thiếu nhi, trong phần tin mừng ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc lại cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, và thay vì đọc chúng ta nghe một cách bình thường thì giáo xứ chúng ta sẽ diễn lại cái hoạt cảnh cuộc thương khó của Chúa. Cho nên quý ông bà anh chị em ngồi bên dưới chúng ta xem, chúng phải chúng ta đứng, và khi các em diễn hoạt cảnh xong thì xin quý ông bà anh chị em chúng ta không có vỗ tay để mà cảm ơn hay là chúc tụng, chúng ta cứ giữ thinh lặng. Và trong thánh lễ này, xin anh chị em cùng hiệp ý với người xin tạ ơn Chúa, xin cầu bình an cho gia đình, xin cho gia đình được ơn như ý, xin ơn bớt bận, xin cho con cái được ơn hôn nhân, cầu nguyện cho các linh hồn Anton, Ine, Luca, Isave, Teresa, Anna, Pedro, Paulo, Agnes, Joan Bautista, Gerardo, Jose, Maria, các linh hồn gia tiên, các linh hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi vô tội. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cho đấng cứu chuộc loài người phải sống kiếp phàm nhân và chịu khổ hình thập giá để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. Xin cho chúng con biết đón nhận bài học người để lại trong cuộc thương khó và được thông phần vinh quang phục sinh với người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Đoạn sách ngôn sứ Isaiah nói đến hình ảnh người tôi trung của Thiên Chúa. Ngài chịu mọi sỉ nhục đau đớn, nhưng trong mọi sự Ngài vẫn trung thành với Thiên Chúa. Đêm ngày nói lời Chúa với dân, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Đó là hình ảnh Đức Giêsu trong cuộc thương khó. Kính mời cộng đoàn lắng nghe bài trích sách tiên tri Isaiah. Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng người đánh thức tôi, người thức tỉnh tai tôi để nghe lời người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi nên tôi không phải hổ thẹn, nên tôi trơ mặt chai như đá. Tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đó là lời Chúa.
Philippe nói đến hình ảnh Đức Giêsu tự hạ tới tận cùng. Ngài đã vâng lời chịu chết theo thánh ý của Thiên Chúa Cha. Vì vậy, Ngài được tôn vinh trên mọi loài, để nhờ đó Thiên Chúa được tôn vinh nơi Ngài. Kính mời cộng đoàn lắng nghe. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Chúa Giêsu Kitô, tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, Người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người. Với cách thức bề ngoài như một người phàm, Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Đó là lời Chúa. Bài thương khó Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Matthew. Xin mời cộng đoàn ngồi. Khi ấy, trong nhóm 12, tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế và thưa với họ: Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp người cho các ông. Họ liền ấn định cho 30 đồng bạc. Và từ đó, hắn tìm dịp thuận tiện để nộp người. Ngày thứ nhất, tuần lễ ăn bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng: Thầy muốn các con sửa soạn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Chúa Giêsu đáp: Các con hãy vào thành, đến một người kia nói rằng: Thầy bảo, giờ ta đã gần, ta sẽ mừng lễ vượt qua với các môn đệ tại nhà ông. Các môn đệ làm như Chúa Giêsu truyền và sửa soạn lễ vượt qua. Chiều đến, Người ngồi bàn ăn với 12 môn đệ, và khi các ông đang ăn, Người nói: Thầy nói thật với các con, có một người trong các con sẽ nộp Thầy. Môn đệ rất buồn rầu, và từng người bắt đầu hỏi Người: Thưa Thầy, có phải con không? Chúa trả lời rằng: Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với Thầy, đó chính là kẻ nộp Thầy. Thực ra Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ sẽ nộp Con Người, thà người đó đừng sinh ra thì hơn. Giuđa kẻ phản bội cũng thưa Người rằng: Thưa Thầy, có phải con chăng? Chúa đáp: Đúng như con nói. Vậy khi mọi người còn đang ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà phán:
các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình ta. Đoạn người cầm lấy chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đệ mà phán: tất cả các con hãy uống chén này, vì này là máu ta, máu tân ước, sẽ đổ ra cho nhiều người được tha tội. Thầy bảo thật các con, từ nay thầy sẽ không còn uống chất nho này nữa, cho đến ngày thầy sẽ uống rượu mới cùng các con trong nước cha thầy. Sau khi hát thánh vịnh, thầy trò liền lên núi Ô Liu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo các ông: tất cả các con sẽ vấp phạm vì thầy trong chính đêm nay, vì có lời chép rằng: ta sẽ đánh chủ chăn và các chiên trong đoàn sẽ tan tác. Nhưng sau khi thầy sống lại, thầy sẽ đến xứ Galilê trước các con. Phêrô liền thưa: dù tất cả vấp phạm vì thầy, riêng con sẽ không bao giờ vấp phạm. Chúa Giêsu đáp: thầy bảo thật con, chính đêm nay trước khi gà gáy, con sẽ chối thầy 3 lần. Phêrô lại thưa: dù có phải chết cùng thầy, con sẽ không chối thầy. Và tất cả các môn đệ cũng nói như vậy. Rồi Chúa Giêsu cùng đi với các ông đến một chỗ gọi là Gethsemani, và người bảo các môn đệ: các con hãy ngồi đây để thầy đến đằng kia cầu nguyện. Đoạn Chúa đưa Phêrô và 2 người con ông Giê-bê-đê cùng đi. Người bắt đầu cảm thấy buồn bực và sầu não. Lúc ấy người bảo các ông: linh hồn thầy buồn sầu đến nỗi chết được, các con hãy ở lại đây và thức với thầy. Tiến xa hơn một chút, người sấp mặt xuống cầu nguyện và nói: lạy cha, nếu được xin cho con khỏi chén này, nhưng đừng như ý con muốn, một theo ý cha muốn. Người trở lại cùng các môn đệ và thấy các ông đang ngủ, liền nói với Phêrô: chẳng lẽ các con không thức cùng thầy được lấy 1 giờ ư? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi lâm cơn cám dỗ, vì tinh thần thì lanh lẹ nhưng xác thịt thì yếu đuối. Rồi người lại đi cầu nguyện lần thứ 2 và rằng: lạy cha, nếu chén này không thể qua đi được mà con phải uống, thì xin theo ý cha. Đoạn người trở lại và thấy các ông còn ngủ, vì mắt các ông nặng trĩu, người để mặc các ông và đi cầu nguyện lần thứ 3, vẫn lại những lời như trước. Sau đó người trở lại với các môn đệ và bảo: bây giờ các con hãy ngủ và nghỉ ngơi đi. Này, sắp đến giờ con người sẽ bị nộp trong tay những kẻ tội lỗi. Các con hãy trỗi dậy, chúng ta hãy đi. Này, kẻ nộp thầy đã tới gần. Người còn đang nói thì đây, Giu-đa, một trong 12, và cùng y có lũ đông mang gươm giáo cậy gộc, do các thượng tế và kỳ lão trông dân sai đến. Vậy tên nội công đã dặn họ làm ám hiệu này: hễ tôi hôn người nào thì đó chính là người, các ông hãy bắt lấy. Tức khắc Giu-đa tới gần Chúa Giê-xu và nói: chào thầy. Và nó hôn người. Nhưng Chúa Giê-xu bảo: hỡi bạn, bạn đến đây làm chi? Lúc đó chúng xông tới chà tay bắt Chúa Giê-xu. Và ngay sau đó, một trong những người vẫn theo Chúa Giê-xu giơ tay rút gươm và chém tên đầy tớ thầy thượng tế đứt một tay. Chúa Giê-xu liền bảo: con hãy xỏ gươm vào bao, vì tất cả những kẻ dùng gươm sẽ chết vì gươm.
Nào con tưởng rằng thầy không thể xin cha thầy và ngài sẽ tức khắc gửi đến hơn 12 cơ binh thiên thần sao? Mà như thế thì làm sao ứng nghiệm lời kinh thánh bảo sự thế phải như vậy? Lúc đó Chúa Giêsu nói cùng đám đông rằng: Các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đi bắt ta như bắt tên cướp ư? Hằng ngày ta ngồi trong đền thờ giữa các ngươi mà các ngươi không bắt ta. Nhưng tất cả sự đó xảy ra là để ứng nghiệm lời các tiên tri đã chép. Bây giờ các môn đệ bỏ người mà chạy trốn hết. Những kẻ đã bắt Chúa Giêsu điệu người đến thầy thượng tế Caipha. Nơi đây, các luật sĩ và kỳ lão đã hội họp. Phêrô theo người xa xa cho tới dinh thầy thượng tế, rồi ông vào trong dinh ngồi cùng bọn đầy tớ xem việc xảy ra thế nào. Vậy các thượng tế và tất cả công nghị tìm chứng gian cáo Chúa Giêsu để lãnh án xử tử người, và họ đã không tìm được, mặc dầu đã có một số đông chứng nhân ra mắt. Sau cùng, hai người làm chứng gian đến khai rằng: Người này đã nói, ta có thể phá đền thờ Thiên Chúa và xây kết lại trong 3 ngày. Bây giờ, thầy thượng tế đứng lên nói: Ông không trả lời gì về các điều những người này đã cáo ông ư? Nhưng Chúa Giêsu làm thinh, nên thầy thượng tế bảo người: Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, ta truyền cho ông hãy nói cho chúng ta biết, ông có phải là Đấng Kitô, con Thiên Chúa không? Chúa Giêsu trả lời: Ông đã nói đúng, nhưng ta nói thật với các ông, rồi đây các ông sẽ xem thấy Con Người ngự bên hữu Đấng toàn năng và sẽ đến trên đám mây. Bây giờ thầy thượng tế xé áo mình ra và nói: Nó đã nói lộng ngôn, chúng ta còn cần gì đến nhân chứng nữa? Đấy, các ngài vừa nghe lời lộng ngôn, các ngài nghĩ sao? Họ đáp lại: Nó đáng chết. Bây giờ chúng nhổ mặt người, đánh đấm người, lại có kẻ tát vả người mà nói rằng: Hỡi Kitô, hãy bói xem ai đánh ông đó. Còn Phêrô ngồi ở ngoài sân. Một đầy tớ gái lại gần và nói: Ông nữa, ông cũng đã theo Giêsu người Galilea. Nhưng ông chối trước mặt mọi người mà rằng: Tôi không hiểu chị muốn nói gì. Khi ông lui ra đến cổng, một đứa đầy tớ gái khác thấy ông, liền nói với những người ở đó: Ông này cũng theo Giêsu người Nazareth. Ông thề mà chối rằng: Tôi không biết người ấy. Một lúc sau, mấy người đứng ở đó lại gần và nói với Phêrô rằng: Đúng rồi, người cũng thuộc bọn ấy, vì chính giọng nói của người tiết lộ tông tích người. Bấy giờ ông rủa mà thề rằng ông không hề biết người ấy. Tức thì gà gáy. Phêrô nhớ lại lời Chúa Giêsu đã nói: Trước khi gà gáy, con sẽ chối ta 3 lần. Và ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Trời vừa sáng, các thượng tế và kỳ lão trong dân hội họp bày mưu giết Chúa Giêsu. Họ trói người và điệu đi nộp cho tổng trấn Phôncio Philato. Bấy giờ, Giuđa kẻ nộp người thấy người bị kết án thì hối hận, đem 30 đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ lão mà nói rằng: Tôi đã phạm tội vì nộp máu người công chính. Nhưng họ trả lời: Can chi đến chúng tôi, mặc kệ anh. Anh ta ném những đồng bạc đó vào trong đền thờ và ra đi thắt cổ. Các thượng tế lượm lấy bạc đó và nói: Không nên để bạc này vào kho vì là giá máu. Sau khi bàn bạc, họ lấy tiền đó mua thửa ruộng của người thợ gốm làm nơi chôn cất những người ngoại kiều. Bởi thế, cho đến ngày nay ruộng ấy được gọi là Hacendama, nghĩa là ruộng máu. Như vậy là ứng nghiệm lời tiên tri Jeremia đã nói: Chúng đã lấy 30 đồng bạc là giá do con cái Israel đã mặc cả mà bán đấng cao trọng. Và họ mang tiền đó mua ruộng của người thợ gốm như lời Chúa đã truyền cho tôi. Vậy
Chúa Giêsu đứng trước quan tổng trấn và quan hỏi người rằng: Ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giêsu đáp: Ông nói đúng. Nhưng khi các thượng tế và các kỳ lão tố cáo người thì người không trả lời chi cả. Bây giờ Phi-la-tô bảo người: Ông không nghe thấy tất cả những điều họ tố cáo ông sao? Chúa Giêsu cũng không đáp lại về điều nào cả, khiến quan tổng trấn hết sức ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ, quan tổng trấn có thói quen phóng thích cho dân một người tù tùy ý họ xin. Lúc ấy có một phạm nhân nổi tiếng tên là Ba-ra-ba. Vậy Phi-la-tô nói với dân chúng đã tụ tập lại đó rằng: Các người muốn ta phóng thích ai, Ba-ra-ba hay Giê-xu mà người ta vẫn gọi là Ki-tô? Quan biết rõ chỉ vì ghen ghét mà chúng đã nộp người. Vậy trong khi quan ngồi xét xử, bà vợ sai người nói cùng quan rằng: Xin ông đừng can thiệp gì đến vụ người công chính ấy, vì hôm nay trong một giấc chiêm bao, tôi đã phải đau khổ rất nhiều vì người ấy. Nhưng các thượng tế và kỳ lão xúi giục dân xin tha Ba-ra-ba và giết Chúa Giê-xu. Quan lại lên tiếng hỏi họ: Trong hai người đó, các ngươi muốn ta phóng thích ai? Họ thưa: Ba-ra-ba. Phi-la-tô hỏi: Vậy đối với Giê-xu gọi là Ki-tô, ta phải làm gì? Họ đồng thanh đáp: Đóng đinh nó đi. Bấy giờ Phi-la-tô thấy mất công lại thêm náo động, nên ông lấy nước rửa tay trước mặt dân chúng và nói: Ta vô can về máu người công chính này, mặc kệ các ngươi. Toàn dân đáp: Hãy để cho máu nó đổ trên chúng tôi và trên con cái chúng tôi. Bấy giờ quan phóng thích Ba-ra-ba cho họ, còn Chúa Giê-xu thì trao cho họ đánh đòn, rồi đem đi đóng đinh vào thập giá. Bấy giờ lính tổng trấn liền điệu Chúa Giê-xu vào trong công đường và tập họp cả cơ đội lại chung quanh người. Họ lột áo người ra, khoác cho người một áo choàng đỏ, rồi quấn một vòng gai đặt trên đầu người và trao vào tay mặt người một cây sậy. Họ quỳ gối trước mặt người và nhạo báng rằng: Tàu vừa dân Do Thái. Đoạn họ khạc nhổ vào người và lấy cây sậy đập trên đầu người. Khi đã chế nhạo người xong, họ lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục cũ lại cho người và điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Lúc đi ra, họ gặp một người thành Cyrene tên là Simon, liền bắt ông vác đỡ thánh giá cho người. Họ đi đến một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là núi sọ. Họ cho người uống rượu hòa với mật đắng. Người chỉ nếm qua nhưng không muốn uống. Khi đã đóng đinh người trên thập giá rồi, họ rút thăm chia nhau áo người để ứng nghiệm lời tiên tri rằng: Chúng đã chia nhau áo ta, còn áo ngoài của ta chúng đã bắt thăm. Rồi họ ngồi lại canh người. Họ cũng đặt trên đầu người bản án viết như sau: Người này là Giê-xu,
vua dân Do Thái. Lúc ấy, cùng với người, họ đóng đinh hai tên trộm cướp, một tên bên hữu, một tên bên tả. Những người đi ngang qua lắc đầu chế giễu người và nói: "Kìa, ngươi là kẻ phá đền thờ và xây cất lại trong 3 ngày, hãy tự cứu mình đi. Nếu là con Thiên Chúa thì hãy xuống khỏi thập giá đi." Các thượng tế cùng luật sĩ và kỳ lão cũng chế nhạo người rằng: "Nó đã cứu được kẻ khác mà không cứu nổi chính mình. Nếu nó là vua dân Do Thái thì bây giờ hãy xuống khỏi thập giá đi, để chúng ta sẽ tin nó. Nó đã trông cậy Thiên Chúa, nếu Ngài thương nó thì bây giờ Ngài hãy cứu nó, vì nó nói ta là con Thiên Chúa." Cả những tên cướp bị đóng đinh trên thập giá với người cũng nhục mạ người như thế. Từ giờ thứ 6 đến giờ thứ 9, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. Vào khoảng giờ thứ 9 thì Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng: "Eli, Eli, lama sabachthani?" Nghĩa là: "Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi, sao Chúa bỏ tôi?" Có mấy người đứng đó nghe vậy nói rằng: "Nó gọi tiên tri Elia." Lập tức một người trong bọn chạy đi lấy một miếng bọt biển nhúng đầy giấm và cuốn vào đầu gậy cây sậy đưa lên cho người uống. Nhưng có kẻ lại bảo: "Hãy chờ xem Elia có đến cứu nó không." Đoạn Chúa Giê-xu lại kêu lên lớn tiếng và chút hơi thở. Bỗng nhiên, màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới, đất chuyển động, đá nứt ra, các mồ mả mở tung và xác của nhiều vị thánh đã qua đời được sống lại. Và sau khi Chúa sống lại, họ ra khỏi mồ, vào thành thánh và hiện ra cùng nhiều người. Còn viên sĩ quan và những kẻ cùng canh giữ Chúa Giê-xu sợ hãi và nói: "Đúng, người này là con Thiên Chúa." Ở đó cũng có nhiều phụ nữ đứng xa xa, họ là những người đã theo giúp Chúa Giê-xu từ xứ Galilea. Trong số đó có Maria Magdalena, Maria mẹ của Giacôbê và Giuse, và mẹ các người con của Zebedê. Tới chiều, có một người giàu sang quê ở Arimathea tên là Giuse, cũng đã là môn đệ của Chúa Giê-xu. Ông đi gặp Phi-la-tô và xin xác Chúa Giê-xu. Bấy giờ Phi-la-tô truyền giao xác cho ông. Vậy ông Giuse lấy xác liệm trong một khanh sạch và đặt trong mộ mà ông đã cho đục trong đá. Rồi ông lăn một tảng đá lớn lấp cửa mộ lại và ra về. Còn Maria Magdalena và bà Maria kia cùng ngồi đó nhìn vào mộ. Hôm sau, tức là ngày sau ngày chuẩn bị mừng lễ, các thượng tế và biệt phái đến dân Phi-la-tô trình rằng: "Thưa Ngài, chúng tôi nhớ lúc sinh thời tên bị bợm ấy có nói, sau 3 ngày ta sẽ sống lại. Vậy xin Ngài truyền lệnh cho canh mộ đến ngày thứ 3, kẻo môn đệ nó lấy trộm xác rồi phao đồn với dân chúng rằng người đã từ cõi chết sống lại, và như thế sự gian dối này lại còn tai hại hơn trước." Phi-la-tô trả lời: "Các ông đã có lính canh thì cứ đi mà canh như ý." Họ liền đi và đóng ấn niêm phong tảng đá và cắt lính canh giữ mộ. Đó là lời Chúa. Lời Chúa khi con xin kính chào quý ông bà anh chị em, chào các con thiếu nhi. Các con thấy các bạn diễn lại cái hoạt cảnh Chúa Giêsu chịu xét xử, chịu đóng đinh, chịu chết hay không? Chúng ta cho các bạn một tràng pháo tay để tán thưởng và cảm ơn các bạn đây.
Thế bây giờ cha hỏi các con nha. À, những ai đã gây ra cái chết cho Chúa Giêsu ở trong đoạn tin mừng vừa rồi á? Ai? Mời con. Ai vậy? Nói to lên. Dạ thưa cha, là Giuđa và Phêrô. Giuđa và Phêrô. Rồi, ai nữa? Ai đã gây ra cái chết cho Chúa Giêsu nữa nè? Chúng ta thấy ai nữa con? Mời con nói to lên. Các thượng tế, các kỳ mục, các đấng canh. Rồi còn ai nữa? Ai đã gây ra cái chết của Chúa Giêsu nữa nè? Trả lời đúng rồi đó. Nhưng mà còn nữa, còn ai gây ra cái chết của Chúa nữa? Ai? Ai vậy các con? Các đoàn? Ai đã gây ra cái chết cho Chúa? Chiên con? Mời con nói tiếp đi. Nói to to lên. À, các dân là dân chúng đó, đúng rồi. Là dân chúng khi mà đứng ra làm chứng gian, nghe theo sự xúi dục của các thượng tế, bảo là hãy đóng đinh Chúa Giêsu thay vì đóng đinh Baraba. À, Philato thì bảo là ta không thấy ông Giêsu này có tội gì hết. Bây giờ ta muốn tha, theo cái luật là cứ tới ngày lễ của các ngươi ta sẽ gọi là tha cho một phạm nhân. Thì bây giờ thay vì Chúa Giêsu và Baraba thì các ngươi muốn ta tha cho ai? Thì dân chúng xúi dục là tha Baraba và đóng đinh Chúa Giêsu. Đấy, dân chúng cũng gọi là góp phần vô cái việc gọi là gây ra cái chết cho Chúa Giêsu. Thế còn ai gây ra cái chết cho Chúa nữa? Ai gây ra cái chết cho Chúa nữa? Ai vậy? Ai? Phi-la-tô. Ông Phi-la-tô, ông biết là Chúa Giêsu vô tội đúng không? Nhưng vì ông thấy dân chúng gọi là náo loạn lên, có thể gọi là nổi loạn, cho nên ông sợ, ông không muốn gọi là rắc rối, ông ra ông rửa tay. Ta vô can trong việc đổ máu những người này và để cho người Do Thái mang Chúa Giêsu đi đánh đòn, đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá. Rồi còn ai nữa con? Ai gây ra cái chết cho Chúa nữa? Ai gây ra cái chết cho Chúa nữa? À, có một họa sĩ người Hà Lan, cha nhớ không lầm thì tên là Rembrandt. Ông này ông vẽ rất là giỏi, vẽ đẹp lắm. Ông vẽ là một cái bức tranh nổi tiếng của ông là bức tranh về cuộc thương khó của Chúa. Ông vẽ lại cái khung cảnh nó là ở trên đồi Golgotha, giữa hai tên tử tội trộm cướp bị đóng đinh thì có Chúa Giêsu bị đóng đinh ở giữa. Bên dưới thì ông vẽ khung cảnh là quân lính nó đang là bốc thăm để chia nhau áo của Chúa. Rồi dân chúng đứng xung quanh, các thượng tế, các kỳ lão thì đứng nhục mạ Chúa, bảo ông, nếu ông là con Thiên Chúa hãy xuống đi. Rồi xung quanh đó nữa thì ông vẽ rất là nhiều dân chúng cũng đang là đứng gào thét, vui mừng, chế nhạo, khạc nhổ vào Chúa Giêsu ở trên cây thập giá. Tất cả những khuôn mặt ở trong cái bức tranh mà ông họa sĩ Rembrandt này ông vẽ, nó đều nói lên cái sự hằn học, thù ghét. Và ở trong những khuôn mặt đó thì ông họa sĩ này ông vẽ một cái khuôn mặt nó giống như nó bị thu lại đằng sau, nó hút từ đằng sau đám đông, một cái khuôn mặt mà nó không có rõ nét. Và những nhà gọi là bình luận về tranh, người ta thắc mắc tại sao ông họa sĩ này ông vẽ một cái khuôn mặt đứng ẩn đằng sau như thế, khuôn mặt không rõ ràng, cái khuôn mặt đó nói về ai? Thì nhiều người giải thích rằng cái khuôn mặt đó hao hao giống như là khuôn mặt của họa sĩ Rembrandt vậy. Tại sao họa sĩ Rembrandt ông lại vẽ cái khuôn mặt của ông ở trong cái bức tranh cuộc khổ nạn của Chúa như thế? Thì người ta giải thích rằng, người ta bảo rằng chính ông cũng ý thức về tội lỗi của mình trong cái việc gây ra cái chết cho Chúa Giêsu. Bởi vì sao? Như Kinh Tin Kính chúng ta đọc, vì tội lỗi chúng ta và để cứu độ loài người chúng ta thì sao? Thì sao? Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng thì sao? Vì loài người chúng ta và để cứu độ loài người chúng ta thì Chúa Giêsu phải làm sao? Thì sao? Trong Kinh Tin Kính đó. Mời con. Trong Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng thì sao con?
Sao con? Quên này. Quên. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta thì Chúa Giêsu ngôi hai xuống thế làm người chịu chết trên cây thập giá để đền tội thay cho chúng ta. Như vậy thì khi cái ông họa sĩ Rembrandt đó, ông vẽ cái bức tranh đấy, ông vẽ khuôn mặt của ông bị ẩn hút về phía sau cái bức tranh, là muốn nói rằng, muốn nói với tất cả những ai đến xem bức tranh của ông, là tất cả mọi người, cái tội lỗi của mọi người đã góp phần vào cái việc gây ra cái chết cho Chúa. Vì tội lỗi của mình, vì tội lỗi của chúng ta nè, tội lỗi của cha, của các con, của mọi người nè, mà Chúa Giêsu phải xuống thế, phải chịu chết đấy. Và qua cái bức tranh, và qua cái cuộc gọi là thương khó của Chúa mà các con xem trong cái phần minh họa của các bạn vừa rồi, chúng ta thấy, chúng ta thấy ở nơi đó là cái gì? Có sự phản bội của ai vậy con? Phản bội của ai? Người khác đi. Phản bội của ai? Của ai vậy con? Của ai? À, chúng ta thấy có sự phản bội của Phêrô và Giuđa. Phêrô thì bán Chúa, lấy 30 đồng bạc. Còn Phêrô thì lại chối Chúa 3 lần. Chúng ta còn thấy cái gì nữa con? Thấy cái sự thù hận, sự ghen ghét, sự đố kỵ của ai? Của các thượng tế, các kinh sư, những người Pha-ri-siêu. Chúng ta thấy cái gì nữa? Thấy cái sự gian dối ở trong đó. Khi người ta tố cáo Chúa Giêsu thì người ta dùng những nhân chứng giả. Chúng ta thấy cái gì trong đó nữa? Thấy được sự gọi là nhiều người đối xử bất công, là dân chúng hùa theo sự xúi dục của các thượng tế, những kinh sư Pha-ri-siêu để mà lên án Chúa Giêsu. Thấy sự yếu đuối của Phi-la-tô, thấy sự bất lực của các tông đồ muốn giải cứu Chúa mà không có được, thấy sự sợ hãi bỏ Chúa trốn hết. Nhưng trên hết chúng ta thấy ở nơi cái cuộc khổ nạn Chúa là cái gì? Đó là chúng ta thấy được tình yêu. Chúa Giêsu, Ngài biết người ta đến bắt, Ngài cũng sợ hãi. Ngài đã đi cầu nguyện với Chúa tới 3 lần. Ngài xin Chúa là nếu có thể được thì sao? Xin cho con khỏi uống chén đắng này, là khỏi phải chết. Nhưng mà Chúa Giêsu vẫn một mực làm theo ý Chúa Cha. Xin đừng theo ý con mà theo ý của Cha. Là Chúa bằng lòng chịu chết. Vì sao? Vì Chúa muốn vâng phục thánh ý của Chúa Cha. Và vì Chúa yêu thương nhân loại, loài người chúng ta. Đó, trên hết chúng ta thấy được tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người chúng ta này. Cho nên ở trong tuần thánh này, hôm nay là chúng ta bước vào tuần thánh, các con cũng như là quý phụ huynh chúng ta cố gắng về nhà dành thời gian để mà đọc lại tin mừng, đọc lại cuộc khổ nạn của Chúa qua các thánh sử đã ghi lại, để chúng ta thấy được tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại, dành cho chính mình, để chúng ta có thể cảm nghiệm tình yêu của Chúa. Và từ đó chúng ta thấm nhuần những gì mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Chúng ta hãy xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng ta vào Chúa Giêsu là đấng đã vì yêu thương nhân loại đến chịu khổ nạn, chịu chết trên cây thập giá để đền tội thay cho nhân loại, và người đã sống lại lên trời với Chúa Cha để ban phục sự sống phục sinh cho tất cả những ai tin vào người. Xin Chúa ban thêm đức tin cho mỗi người chúng ta. Giờ đây xin mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một. Thiên Chúa thật, bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành. Vì lời thề với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta
và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng chinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em và các con thiếu nhi thân mến, Chúa Nhật lễ lá hôm nay diễn tả lại hình ảnh Chúa Giêsu bước vào thành Jerusalem trong tiếng tung hô của dân chúng, để rồi người bước vào cuộc khổ nạn, chịu bắt bớ, chịu sỉ nhục và đóng đinh vào thập giá vì con người. Trong tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin. Giáo hội luôn mời gọi chúng ta tôn thờ và yêu mến Chúa bằng việc tham dự phụng vụ và thực thi bác ái với mọi người. Xin cho lời mời gọi của giáo hội được nhiều người đón nhận, hầu tôn vinh Chúa là vua muôn loài. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Với Chúa Nhật lễ lá, toàn thể hội thánh cùng bước vào tuần thánh. Xin cho mọi Kitô hữu sám hối về những lỗi lầm của bản thân mình và chuẩn bị tâm hồn để đón mừng đại lễ phục sinh. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Ai tin vào sẽ được cứu độ. Xin cho những người chưa nhận biết Chúa được ơn đức tin, để họ trở nên con cái Chúa và được hưởng ơn cứu độ Chúa ban. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Các trẻ Do Thái xưa đã vui mừng nghênh đón Chúa. Xin Chúa cho thiếu nhi chúng con biết tích cực đón Chúa bằng việc siêng năng lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích thánh thể. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin cho mầu nhiệm thập giá Chúa luôn sống động trong cuộc đời chúng con, để chúng con biết yêu thương nhau, hy sinh và giúp nhau hưởng trọn ơn cứu chuộc của Chúa. Chúa là đấng hằng sông và hiên tri muôn đời.
Anh chị em hãy cầu nguyện đấy, lễ của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa toàn năng, cúi xin Chúa nhớ lại cuộc khổ hình của Đức Kitô và cho chúng con được làm hòa cùng Chúa. Thật chúng con chẳng làm gì nên công trạng, nhưng chúng con tin sẽ được Chúa mở lượng khoan hồng thứ tha nhờ hiến lễ độc nhất vô song của Người, Người hằng sống và hiến trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Người là đấng vô tội đã cam chịu khổ hình thay cho những người tội lỗi và bằng lòng chịu kết án bất công thay cho kẻ gian tà. Người đã chết để tẩy trừ tội lỗi và đã sống lại để thánh hóa chúng con. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và vui mừng phân khởi tung hô rằng: Các đạo binh trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bắn tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô thì được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô, Đức Cha Phụ Tá Giuse, giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, chúng con xin hiệp ý với người xin tạ ơn Chúa, xin cầu bình an cho gia đình, xin cho gia đình được ơn như ý. Hiệp ý với người xin mau bớt bận, xin cho con cái được ơn hôn nhân.
Xin Chúa cũng nhớ đến các tôi tớ Chúa là Anton, Ine, Luca, Isabel, Teresa, Anna, Phêrô, Phaolô, Agnes, Gioan Bautista, Regardo, Giuse, Maria, các linh hồn gia tiên, các linh hồn mồ côi, các thai nhi vô tội mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến chi muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Mời các em thiếu nhi đọc lời nguyện dọn lòng trước khi rước lễ. Lạy Chúa Giêsu, con tin Thần Chúa đang ngự trong bí tích thánh thể. Chúa là Thiên Chúa thật và là người thật,
đã trở nên thần lương nuôi sống chúng con trên đường về quê trời. Chúa muốn ở trong con, và con cũng ước ao rước Chúa vào lòng để được ở lại trong Chúa. Nhưng con biết mình còn nhiều tội lỗi, chẳng đáng Chúa đến thăm. Xin Chúa tẩy sạch tấm lòng con, để con nên trong trắng. Xin Chúa mở rộng hồn con, để con đừng từ chối Chúa điều gì. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa lắm. Xin Chúa mau đến với con. Lạy mẹ Maria và thánh cả Giuse, xin giúp con dọn mình xứng đáng đón rước Chúa Giêsu. Amen.
Mời cộng đoàn và các em thiếu nhi quỳ đọc kinh cảm ơn sau rước lễ. Lạy Chúa Giêsu, con tin thần Chúa đang ngự trong lòng con. Con cung kính thờ lạy Chúa là Thiên Chúa uy nghi cao cả. Con sung sướng vì Chúa đến thăm con, dù con không xứng đáng. Lạy Chúa Giêsu, xin ở với con mãi mãi trong suốt cuộc đời con. Xin làm cho con nên giống Chúa, hiền hậu và khiêm nhường, chăm chỉ và bác ái, hiếu thảo và vui tươi. Xin cho con nhớ rằng Chúa đang ngự trong con, và con có bổn phận đem Chúa đến cho mọi nơi, ở nhà và ở trường, trong khu xóm và trên đường phố, để tất cả những người bạn của con nhận biết Chúa, sống vui vẻ và yêu thương nhau. Lạy Chúa Giêsu, con quyết tâm sống theo lời Chúa dạy để đáp lại tình Chúa yêu con. Có Chúa, con không sợ hy sinh. Có Chúa, con đủ sức chăn xa tội lỗi và sống trung thành với Chúa suốt đời con. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa biết bao. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, tại bàn tiệc thánh thể, Chúa cho chúng con được thỏa chí toại lòng. Nhờ con một Chúa chịu khổ hình thập giá, Chúa làm cho chúng con tin tưởng vững vàng sẽ được ơn cứu độ. Thì nhờ mầu nhiệm người đã phục sinh, xin cho chúng con đạt tới quê trời như lòng hằng mong ước. Người hằng sống và hiến trị muôn đời. Về cử hành phụng vụ tuần thánh, xin quý ông bà anh chị em chúng ta xem cái bảng thông báo ở phía cuối nhà thờ để chúng ta đến tham dự các cử hành phụng vụ ở trong tuần thánh này. Và các con thiếu nhi tuần sau là Chủ nhật phục sinh, các con thiếu nhi sẽ nghỉ học giáo lý nhưng vẫn phải đi lễ bình thường, vẫn đi lễ đầy đủ. Và Chủ nhật phục sinh vẫn có 3 thánh lễ như thường lệ. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót, Đấng đã dùng cuộc khổ nạn của con một ngày mà để lại cho anh chị em gương mẫu yêu thương, ban cho anh chị em được lãnh nhận ơn phúc lành khôn tả của Ngài nhờ việc phục vụ Thiên Chúa và loài người. Xin cho anh chị em được lãnh nhận phúc trường sinh bởi Đấng mà anh chị em tin là nhờ cái chết tạm thời của Người, anh chị em được thoát khỏi cái chết muôn đời. Ước gì khi noi gương khiêm nhường của Đức Kitô, anh chị em được thông phần sự sống lại của Người. Toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Đến nhờ mẹ mà mẹ không thương dung. Mẹ ơi, con biết rằng tình mẹ rất bao la, luôn dõi nhìn từng nhịp bước con thơ. Mẹ nguồn cây trông cho người thất vọng, mẹ là niềm vui cho người lữ thư, mẹ là niềm vui cho người buồn đau,
mẹ là nghỉ ngơi cho người đơn côi.